Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh béo phì ở trẻ em là hiện tượng tích mỡ quá mức trên toàn bộ cơ thể hoặc một bộ phận nào đó đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Đây đang là vấn nạn toàn cầu khi có 110 triệu trẻ em trên khắp thế giới mắc phải. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, do sự phát triển về kinh tế, thị trường tràn ngập thực phẩm, nhất là đồ ăn đã qua chế biến chứa quá nhiều năng lượng dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh. Quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu cũng tạo ra lối sống tĩnh tại, ít vận động cho cả trẻ em và người lớn. Đặc biệt, trẻ thành thị đang bị thừa rất nhiều đạm, 205% so với nhu cầu, và chất béo 133% so với nhu cầu. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em thừa cân béo phì đã tăng lên gấp 10 lần từ năm 1976 đến nay. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có trên 41% học sinh bị thừa cân béo phì. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm của rất nhiều người Việt Nam, trẻ con thì phải bụ bẫm, mũm mĩm mới là khỏe là đẹp. Vì vậy mà nhiều gia đình đã chăm bẵm, bồi bổ cho con cháu quá mức cần thiết. Và kết quả là hiện nay chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ ở các lứa tuổi khác nhau bị thừa cân. Vậy như thế nào thì được coi là béo phì? Có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Và béo phì ở trẻ nguy hiểm ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này trong chương trình Chuyện của bác sĩ ngày hôm nay qua phần trao đổi tư vấn của bác sĩ Trương Văn Thế đến từ Khoa Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đầu tiên, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cũng xin lưu ý là đối với quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi tư vấn bằng cách truy cập vào fanpage Sức khỏe Quảng Ninh hoặc địa chỉ email chuyenquabacsi.qmg@gmail.com. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta biết rằng là tình trạng trẻ em thừa cân béo phì đang là một cái vấn đề rất đáng quan tâm trong thời đại ngày nay. Vậy xin bác sĩ cho biết, một đứa trẻ như thế nào thì được gọi là thừa cân và béo phì ạ? Các bác sĩ sẽ tính chỉ số khối của cơ thể, tức chỉ số BMI, được tính bằng cách lấy cân nặng chia cho chiều cao nhân với 2. Và dựa trên chỉ số khối BMI thì sẽ xác định xem đứa trẻ liệu có thừa cân so với lứa tuổi hoặc với chiều cao của bạn ấy hay không. Bằng cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng, các bác sĩ sẽ xác định con bạn thuộc phần trăm nào. Ví dụ, con bạn ở phần trăm thứ 80, tức là 80% các bạn cùng lứa tuổi và cùng giới tính với đứa trẻ thì sẽ có cái cân nặng thấp hơn so với đứa trẻ đó. Dựa vào các điểm cắt ở trên biểu đồ tăng trưởng, nếu chỉ số BMI ở phần trăm thứ 85 đến phần trăm thứ 94 thì trẻ sẽ được xác định là thừa cân. Nếu chỉ số BMI nằm ở phần trăm thứ 95 hoặc trên thì sẽ xác định là béo phì. Vậy hiện nay căn bệnh này được phân loại hay là có những cấp độ cụ thể như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2007 thì béo phì được phân loại như sau. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, chỉ số BMI nằm ở khoảng từ dương 2 đến dương 3 SD là xác định trẻ thừa cân. Đối với trẻ trên dương 3 SD thì là được xác định là béo phì. Còn đối với độ tuổi trên 5 tuổi thì khi chỉ số BMI nằm ở từ khoảng 1 đến 2 SD thì sẽ xác định là thừa cân, và trên 3 SD thì xác định là béo phì. Chúng ta thường cho rằng là trẻ bị béo phì là do ăn quá nhiều so với nhu cầu của cơ thể. Vậy điều này có hoàn toàn đúng không ạ, thưa bác sĩ? Thực ra đối với trẻ bị thừa cân thì có rất là nhiều các nguyên nhân. Thì trong đó vấn đề dinh dưỡng là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào lối sống của trẻ, chế độ hoạt động, chế độ sinh hoạt, cũng như là một số các bệnh lý nội tiết kèm theo. Vâng, như vậy nguyên nhân gây ra bệnh béo phì ở trẻ khá là đa dạng. Vậy xin bác sĩ cho biết có những yếu tố nguy cơ nào khiến trẻ em mắc phải chứng bệnh này ạ? Đối với trẻ béo phì thì có rất nhiều các yếu tố nguy cơ. Trong đó chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng. Đối với trẻ có chế độ ăn không phù hợp, ví dụ ăn nhiều các thức ăn chiên, rán, đồ ăn sẵn, các bánh nhiều đường, các loại nước ngọt có ga đều là những thức ăn có thể dẫn tới tình trạng béo phì của trẻ. Thứ hai là các yếu tố liên quan đến chế độ vận động và sinh hoạt của trẻ. Hiện tại trẻ thường hay xem TV, xem điện thoại, dẫn tới tình trạng ít hoạt động, và kèm theo đó là các yếu tố về gia đình. Ví dụ một đứa trẻ ở trong một gia đình có nhiều người béo phì và thừa cân, chúng sẽ dễ dàng bị béo phì và thừa cân hơn các bạn khác. Đôi khi trẻ hoặc gia đình
có những yếu tố về stress, về tâm lý sẽ thường hay sử dụng cái việc ăn uống như một cách giải tỏa, cũng là một trong yếu tố mà có thể dẫn đến tình trạng béo phì của trẻ nhỏ. Ngoài ra thì một số gia đình đã sử dụng cho các con những cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc, hoặc thậm chí một số các thuốc tăng cân. Tuy nhiên, những cái thuốc đó có thể chứa các thành phần không tốt cho trẻ, ví dụ như corticoid có thể khiến trẻ tăng cân, mất kiểm soát do rối loạn một số nội tiết trong cơ thể. Vâng, nhiều người thường nghĩ rằng là trẻ mập mạp thì cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng lo. Song trên thực tế thì béo phì là một bệnh lý và nó có thể gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đứa trẻ. Vậy bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn về vấn đề này được không ạ? Thì béo phì sẽ thường gây ra những cái ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ em. Thứ nhất, tình trạng béo phì sẽ có thể dẫn tới sự rối loạn chuyển hóa đường trong cơ thể và dẫn tới cái tình trạng đái tháo đường. Và hiện tại càng ngày chúng ta sẽ càng gặp những đứa trẻ tuổi nhỏ gặp những bệnh lý đái tháo đường type 2. Tiếp theo đó là các vấn đề liên quan đến tăng mỡ máu và tăng huyết áp ở trẻ. Khi cái hàm lượng mỡ trong máu tăng do không chuyển hóa được hết thì có thể nó sẽ tích tụ lại ở trong các cơ quan và đặc biệt là trong lòng mạch, sẽ dẫn tới tăng huyết áp ở trẻ nhỏ. Béo phì còn gây ra cái tình trạng ngưng thở khi ngủ, đôi khi làm cho trẻ ngáy, thường ngáy rất là to, và có tình trạng khi trẻ ngủ sâu giấc quá có thể dẫn tới cái tình trạng ngưng thở. Đây là một tình trạng khá là nguy hiểm. Thứ tư, do lượng mỡ không kịp chuyển hóa sẽ tích tụ lại trong gan và lâu dần sẽ dẫn tới tình trạng gan nhiễm mỡ. Dạ vâng, ngoài những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như bác sĩ vừa đề cập thì béo phì còn ảnh hưởng như thế nào đối với tâm sinh lý của trẻ ạ? Đối với những trẻ béo phì ấy, thì thường chúng sẽ có cái tâm lý tự ti và nhút nhát do hay bị các bạn trêu ghẹo về ngoại hình của mình. Các đứa trẻ béo phì thường có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống thường kém hơn các bạn cùng lứa tuổi do tâm lý lo âu và thiếu tự tin, dẫn tới chúng có thể có những hành động tiêu cực như là nghịch ngợm, phá phách hoặc đôi khi có thể là tự kỷ, thu gọn sống trong một không gian riêng của mình. Béo phì cũng có thể gây ra chứng trầm cảm do bị trêu chọc trong thời gian quá dài. Đứa trẻ bị béo phì có thể dẫn tới cái tình trạng là mai sau bạn sẽ trở thành một người lớn béo phì, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập, công việc, lập gia đình sau này nếu như không được điều trị kịp thời. Xin cảm ơn bác sĩ với phần chia sẻ vừa rồi. Trước khi tiếp tục với chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một clip ngắn sau đây để hiểu hơn về mối liên hệ giữa chế độ dinh dưỡng và chứng béo phì ở trẻ nhỏ. Người ăn quá nhiều đường và chất béo trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh thừa cân và béo phì. Nguy cơ này nảy sinh từ giai đoạn bào thai. Nếu lúc mang thai, người mẹ tiêu thụ nhiều đồ ngọt, thức ăn giàu năng lượng thì khả năng cao sẽ sinh ra em bé thừa cân với nhiều vấn đề sức khỏe đi kèm. Và chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đời là vô cùng quan trọng. Trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn sẽ nhận được nguồn dinh dưỡng tốt nhất và nâng cao sức đề kháng. Còn trẻ ăn sữa công thức rất dễ bị thừa cân và trở thành người lớn béo phì. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ có chế độ ăn uống khoa học sẽ tăng 10% khả năng vượt qua những bệnh nghiêm trọng, trở thành những người lớn khỏe mạnh hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong một góc chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi quý vị khán giả gửi về chương trình xoay quanh chủ đề thừa cân béo phì ở trẻ, với sự tư vấn của bác sĩ Trương Văn Thế đến từ Khoa Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Và xin mời bác sĩ đến với câu hỏi đầu tiên của khán giả Nguyễn Văn Ba ở thành phố Hưng Yên. Xin hỏi bác sĩ, con tôi không ăn nhiều đồ ngọt nhưng tại sao vẫn bị thừa cân? Trẻ thường bị thừa cân khi lượng calo đưa vào nhiều hơn cái lượng calo tiêu thụ. Thì trong cái nhóm thức ăn thường có 3 nhóm chính: nhóm chất đạm, chất đường và chất béo. Thì trong đó chất béo là nhóm thức ăn mà gây ra cái tình trạng béo phì nhiều nhất. Vì vậy, tuy con anh không ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng nếu ăn quá nhiều chất béo thì vẫn có thể gây ra tình trạng thừa cân và béo phì. Tiếp theo là câu hỏi của khán giả Bùi Thị Thắm ở huyện Tiên Yên. Cháu gái tôi năm nay 5 tuổi, cao 120cm và nặng 34kg.
thì có phải bị béo phì hay không thưa bác sĩ? Với cháu bé được 5 tuổi, có chiều cao là 120cm và cân nặng là 34kg. Tính theo BMI và dựa theo biểu đồ tăng trưởng thì chiều cao của con chị đã vượt ngưỡng 2SD và cân nặng vượt ngưỡng 3SD. Dựa theo đó thì con chị đã được chẩn đoán là béo phì. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ béo phì ở trẻ đang tăng nhanh trong những năm gần đây ở nước ta. Tuy là căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con trẻ và để lại nhiều hệ lụy khi trưởng thành, nhưng không phải bậc phụ huynh nào cũng hiểu và quan tâm đúng mức tới vấn đề này. Trong số tiếp theo của chương trình, bác sĩ Trương Văn Thế sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc về cách phòng ngừa và điều trị cho trẻ bị thừa cân béo phì. Tới đây chương trình Chuyện của bác sĩ kỳ này cũng xin được khép lại. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn bác sĩ Thế đã tham gia và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.